mua bình bọt tuyết rửa xe Bến Tre ở đâu? Sử dụng bình bọt tuyết như thế nào là điều rất được mọi người quan tâm khi bắt đầu kinh doanh tiệm rửa xe. Trong video Tahiko sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời cho những thắc mắc trên. Để mua được bình bọt tuyết rửa xe chất lượng tốt với giá cả phải chăng thì lời khuyên là bạn nên tìm mua tại các cơ sở phân phối bình bọt tuyết chính hãng với nhiều năm uy tín trong lĩnh vực. Trong số các cơ sở bán bình bọt tuyết trên thị trường hiện nay thì Tahiko là đơn vị bán bình bọt tuyết rửa xe bạn nên tham khảo để có thể tìm được chiếc bình chất lượng nhất. Vì sao khách hàng tin tưởng chọn Tahiko là nơi mua bình bọt tuyết rửa xe Bến Tre, là đơn vị chuyên nghiệp, tận tâm trong việc phân phối các thiết bị chăm sóc xe, là thương hiệu lâu năm có nhiều uy tín và nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng, cam kết các sản phẩm chính hãng 100% được chứng nhận từ nhà sản xuất. Tại công ty Tahiko, bình bơm xịt bọt tuyết rửa xe Bến Tre được nhiều người đánh giá cao nhất chính là bình bọt tuyết Cocoro với những ưu điểm vượt trội của mình. Cocoro là bình bọt tuyết có xuất xứ từ Việt Nam và hiện đang được phân phối độc quyền tại Tahiko. Ưu điểm của bình bọt tuyết Cocoro phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng với nhiều dung tích khác nhau từ 14-60 lít. Thân bình có cấu tạo từ inox 304 không dỉ bền vượt trội theo thời gian sử dụng. Bình được thiết kế thông minh, tinh tế và nhỏ gọn tiết kiệm không gian. Gian an toàn và gian điều áp được lắp đặt thông minh đảm bảo an toàn cho người dùng, tích hợp tay đẩy và bánh xe nhựa đúc giúp bạn di chuyển trong quá trình sử dụng. Bình được ứng dụng công nghệ hiện đại cho hiệu suất tạo bọt tốt. Bảo hành 12 tháng hoàn toàn miễn phí nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Về cơ bản, bình bọt tuyết rửa xe có nguyên lý hoạt động rất đơn giản, nhưng để sử dụng bình bọt tuyết rửa xe đạt hiệu quả cao nhất bạn cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Pha chế hỗn hợp tẩy rửa từ nước và nước rửa xe theo tỷ lệ mong muốn, khuấy đều để dung dịch loang đều trước khi đổ vào bình qua phễu. Bước 2. Bắt đầu kết nối với máy nén khí qua đoạn dây hơi sẵn có. Bước 3. Nối ống dẫn khí từ máy nén khí đến đầu nối trên bình bọt tuyết. Bước 4. Điều chỉnh gian điều áp tới mức hợp lý, kiểm tra gian an toàn trước khi mở gian khí và cho máy nén khí chạy để bơm khí vào bình. Bước 5. Chờ đợi luồng khí sẽ tạo áp lực trong bình làm nước và chất tạo bọt hòa trộn với nhau để tạo thành chất lỏng dạng bọt. Sau khi xong 5 bước trên, bọt tuyết đã có thể sẵn sàng để bạn rửa xe. Trên đây là những thông tin về bình bọt tuyết rửa xe Bến Tre. Hy vọng với những thông tin trên bạn có thể mua và sử dụng bình bọt tuyết một cách hiệu quả nhất. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về bình bọt tuyết rửa xe Bến Tre, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để nhận được phản hồi sớm nhất.